Hello. How are you? Con đang làm gì đấy? Ở chỗ đang chơi gì đấy? Chơi ô tô chở bê tông. Ô tô chở bê tông à? Tô đẹp nhỉ? Ô tô tải. Ô tô tải á? Ô tô trộn bê tông màu gì đấy? Nào học tiếng Anh với bố nhá. Green. Green. Black. White. Black. Black. Đây này, black cái này. Black. Black. Đúng rồi. Green. Green đâu? Green đâu? Green đâu? Đây, green. Đọc đi, green. White. Green. Black đâu? Black đâu? Black. Đây, 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 đây. Black đây. Black đây. Đúng rồi. White. White. Green. Green. Đọc to lên chứ. Green đâu? Green đâu nhỉ con nhỉ? Chú ơi, green đâu con? Green đâu? Green đâu con? Green đâu? Why? Green, green đâu nhỉ? Green đâu nhỉ? Đố bảo Châu biết green ở đâu? Đố bảo Châu biết green đâu? Green đâu? Chỉ cho bố xem cái. Green mà. Green đâu? Green đâu? Green đây. Green đây. Why? Why đây? Nào, su đọc tiếng Anh cho bố nào. Apple. Apple. Cow. Cow. Yellow. Yellow. Thế nào nữa nhỉ? Yellow. Yellow. No. One. Two. Three. Four. Rồi. Seven. Này này tiền nó to làm gì? Nào one. And. Two. Three. Không tay con. Three. Four. Five. Six. Seven. Hay quá. Hay quá. Apple. Yellow. Yellow. Red. Yeah. Cow. Cow. Grass. Grass. One green apple. Green apple. Two red apples.